Quá đã, hội chị em đảm flex nguyên mâm cố cúng rằm tháng 7, đẹp xuất sắc. Ai ngắm mấy con tôm hùm cũng thấy mê. Sau khi hoàn thành mâm cỗ, trước khi thắp hương hoặc thắp hương xong thì nghi thức cúng phở bò bắt đầu. Chị em nô nước Yến Anh được dịp ghi lại hình ảnh thành phẩm của mình để chia sẻ trên mạng xã hội, khiến ai nhìn thấy cũng phải trầm trồ khen ngợi. Nào thì thịt cuộn giăm bông phô mai, đậu bao bố, salad mùa hè burrata, tôm chiên hoàng bào, lông đen cá tím, cá nướng cuốn, canh tôm giam sum vầy. Đáng phải nói là món tôm hùm nướng phô mai béo ngậy, nhìn thôi cũng phát thèm. Bên cạnh đó, những mâm cỗ mặn cũng rằm tháng 7 đầy đủ, đẹp mắt với gà cánh tiên, xôi gấc và xôi cốm, nem câu trà phượng, tôm hấp nước dừa cũng hấp dẫn không kém.